Nguyên liệu của chúng ta gồm có củi, muối hột và sả. Rồi, chúc bạn có một cái món ăn thành công. Okay. Và có một cái ưu đãi chương trình nữa là tặng cho các bạn mỗi đội thêm một con ếch nữa. Chưa bao giờ em bị muối bắn lên mắt coi. Ôi nó cháy qua bên đây luôn rồi nè. Cay mắt quá. Em nghĩ là cứ để nó vậy thôi. Đây đây đây. Quạt đi, quạt đi. Em quạt, em quạt đi. Quạt đi chị làm. Ừ, gấp vào coi chừng nó coi chừng. Lắm ấy. Từ từ bỏ sải vô trước. Ê từ từ. Ê cái lửa lớn quá thì làm sao để hết lửa lớn ta. Nóng quá. Lửa nó vẫn còn lớn lắm mà. Ê khỏi rang muối đi, bỏ vào luôn. Qua đây quạt phụ chị phụ. Bỏ ếch vô xong em sẽ bỏ cồn. Thôi chỉnh lại con ếch đi. Từ từ cho con ếch nằm nó đẹp đẹp chút. Bắt đầu lửa xem. Thêm một cục cồn nữa không? Thêm chứ. Thêm cục cồn nữa nha. Thêm hai cục luôn. Giờ đã tới thời cơ là không còn dung nhự rồi. Bỏ củi nhiều vô cho lửa nó lớn. Ê mình cứ chỉnh lại cho nó đẹp đẽ không? Không. Đẩy vô, đẩy vô. Mình phải làm xung quanh như vậy cho nó chín xung quanh. Đó, lửa lớn rồi nó được rồi. Nhưng mà sao mà cho cái này đến đây nó cứ nghiêng nghiêng chín bên đây. Ê, chín, ừ đúng rồi. Em thấy lửa không nhỏ. Không có cháy nó ra được. Ê, đây màu chín đi nha. Sao bên đây lửa to vậy? Qua giúp, qua giúp, qua giúp. Giúp đi, giúp đi. Nè, lấy cái này nè. Lấy cái này. Để bỏ nhiều củi vô. Để cần thì trong B36 thì em sẽ cho hai người một cơ hội để chia sẻ một con ếch. Chị bỏ nhiều củi vô một chỗ quá, nó cháy có một chỗ à. Đó. Rút bớt củi ra phụ chị. Để đây chú làm hai hẹn. Rút bên đây nè. Cay mắt quá. Rồi, đóng lại, đóng lại, đóng lại. Nước mắt để lại. Để lại. Lấy một cái lá nữa. Em đi lấy cho chị ở đó cầm cái nồi đi. Kia ra ơi. Đây. Lá đây. Trời cái lá này đó. Đảm bảo mát luôn. À, em coi thử coi nó chín chưa nhìn.
con ếch ra ngoài nha. Ếch nhảy. Chạy mất quá. Rồi mình ăn cho rồi đi. Còn mấy miếng nhỏ nhỏ mình lấy luôn. Lấy luôn. Ngon. Lần đầu tiên ăn thịt ếch. Con thích ăn thịt ếch ngon. Thường là em thấy. Ê, bỏ mấy miếng xả cho nó đẹp. Thường là ăn với lại canh hay là ăn đồ xào nấu, em chưa bao giờ ăn mà kiểu như thế này. Đây, chị gấp cho. Yeah. Yeah. Xong rồi. Rồi bây giờ màn cuối cùng của chúng ta là chiến đi. Chiến đi. Ừ. Mà không gì tuyệt hơn là tự bắt và tự làm. Đúng không? Ừ. Ăn đúng. Ngon gấp mấy lần. Ê, ngon lắm, ngon lắm luôn á. Thử coi thịt nó dai dai mà nó cũng không quá là dai mà nó mềm mềm một. Ừ. Chị thấy ngon. Kiểu muối kiểu thấm rồi sao? Ừ. Không, phải chấm muối rồi. Phải công nhận nha, chính tay mình làm, tự tay mình bắt là ngon cực kỳ. Nhưng mà hành trình của chúng ta vẫn còn rất là dài. Các bạn hãy theo dõi hành trình của nhóm B36 nha. Yeah. B36 mẫu ơi là mẫu. Yeah. Nhiệm vụ tiếp theo, bốn bạn cùng nhau đi xin nhà để tá túc qua đêm này. Với điều kiện ngôi nhà các bạn tìm được liên quan đến dừa và nhận cả bốn bạn vào ngủ. 8:30 đã 8:30 rồi mà mình vẫn chưa bắt đầu tìm nhà luôn. Do là nãy giờ mưa quá trời, mưa lớn rồi là lớn luôn. Mà xung quanh bây giờ cũng tới thui không biết nhà nào mà không rồi. Mà rất là ít nhà. Toàn là cây cối không à, sợ quá. Chưa bao giờ mà kiểu được trải nghiệm như vậy hết trơn. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình đi xin nhà. Okay. Hay là có khi nào bố mình được ở chung. Bây giờ vì là đã quá là trễ rồi, mình mới bắt đầu đi xin nhà nên các bạn, bốn bạn sẽ xin ở chung một nhà. Ngôi nhà này phải là một công việc gì đó liên quan đến dừa. Rồi, tại vì bây giờ khá tối rồi mà cửa vùng quê thì chắc là ngủ sớm, không biết nhà nào. Nhưng mà mình khổ một cái nha. Ví dụ mình xin được một cái nhà đi mà nhà đó không làm về dừa, mà cái nhà mà làm về dừa thì mình lại không xin được thì em sao? Sợ là kiểu bốn đứa mình người ta không chứa. Bán hủ tiếu, cháo lọc chắc không có bán dừa đâu. Dạ chú ơi. Dạ con chào chú. Con tụi con là đến từ chương trình Lượng Khách 24 giờ chú. Cho con hỏi là nhà chú có làm gì liên quan đến dừa không ạ? Dạ, con cảm ơn ạ. Thì ra là cái nhà kế bên. Thôi biết được rồi. Rồi biết luôn rồi. Như là theo lời của chú hồi nãy nói thì là nhà ở đây là liên quan đến dừa. Dừa nè. Dừa lớn quá. Có chua không? Có chua. Cô ơi, dì ơi, chú ơi, bác ơi, có ai nhà không? Cô ơi, chú ơi. Đi đằng sau. Đúng không? Chuẩn. Trời ơi, sao cực khổ vậy? Alo. Em phải đóng đồ nặng như quỷ. Bây giờ tối thui vậy không biết kiếm được cái nhà nào mà làm gì dừa mà cho chứa chấp bốn đứa nữa này. Chú ơi. Thực ra là nghe đó. Chú ơi, cho con hỏi được không ạ? Cô chú ơi. Không có. Giờ đi xa cho chóng được không? Không được đâu. Em nghĩ là sớm chóng tới phố là. Mình có nên mạo muội mình mở cổng không? Thôi, dừng. Thôi đi tìm nhà khác đi. Bên đây Bến Tre thì rất là nhiều người làm dừa. Em nghĩ là nên đi không sau nhà này đó một tí.